Yo yo, xin chào tất cả anh em đã đến với channel của OMG Gaming và mình là Tuấn Vàng. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách kiếm tiền với cái dự án Socrates, một cái dự án SocialFi rất hot trong cái thời gian vừa qua. Rồi và cái video này thì mình sẽ chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhất là mình sẽ chia sẻ về 6 cái cách để giúp anh em có thể là kiếm được tiền ở trong dự án Socrates. Phần thứ hai là về cái tính năng vừa mới ra mắt của dự án. Phần thứ ba là mình sẽ nói về cái chương trình EMA, một cái buổi trò chuyện thân mật, sự kết hợp giữa OMG và Socrates nhằm giúp anh em có thể là hiểu hơn về dự án. Và ở trong cái chương trình này ấy, thì bên mình sẽ tặng cho anh em là 5 cái bút SBT cho 5 user may mắn nhất trong cái cộng đồng OMG. Và vào lúc 19 giờ tối ngày mai, những anh em nào mà chưa có bút thì hãy vào chơi cũng như là đặt câu hỏi để nhận được phần thưởng là cái bút SBT anh em nhé. Rồi đầu tiên thì nó sẽ có là 6 cái cách để cho anh em có thể là earn được ở trong cái dự án này. Thì cái cách đầu tiên là anh em sẽ đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi thì chắc chắn là anh em sẽ cần phải có cái point cũng như là có một chút cái đồng phí Matic, bởi vì cái dự án này nó chạy trên Polygon. Thì anh em sẽ mua cái USD, sau đó thì anh em sẽ đổi thành point nha anh em nhé. Đấy, ví dụ như mình thì mình đang còn tầm khoảng gần 7 đô thì cứ một point là bằng 1 đô mà. Thì ở cái phần đặt câu hỏi này thì anh em sẽ vào trong cái chỗ này để anh em có thể đặt một câu hỏi này. Thì ví dụ như anh em viết ra là OMG là tổ chức làm về lĩnh vực gì. Ví dụ như vậy, A là gaming, B là trading. Đây anh em có thể là ấn vào dấu cộng để thêm cái phương án, ví dụ như là Europe. Đấy, kiểu dạng như thế. Và anh em sẽ lựa chọn cái kênh này thì nó liên quan đến cái gì, là thể thao này, nghệ thuật giải trí hay là công nghệ hay là gì đó. Thì anh em có thể là chọn tùy anh em nhé. Và cái tính năng mới họ vừa mới ra mắt là cái hồng bao. Thì anh em cũng có thể là để cái hồng bao ở đây, còn nếu anh em mà không bật cái hồng bao lên thì thôi. Còn ở đây là cái thiết lập về cái điểm mà để đóng góp cho cái câu hỏi, và họ sẽ viết ra cái lý do. Thì ở trong cái mục này ấy, là nó sẽ phụ thuộc vào cái bút mà anh em sở hữu. Ví dụ như mình là có cái bút SPT đúng không, thì nó sẽ dao động từ 0.1 đến 0.5. Thì mình có thể là để là 0.5, sau đó mình bấm xác nhận và mình bấm tạo là xong nha anh em nhé. Như OMG thì hiện tại thì cũng đã tạo một cái câu hỏi rồi, nhưng mà nó cũng được hơi ít vote tại vì anh em vào chơi nó khá là ít. Đây hiện tại thì có mới có 5 người bình chọn thôi, và mình để một cái điểm bình chọn nó rơi tầm 0.1. rồi đến cái cách thứ hai và cái cách thứ ba thì mình sẽ làm luôn nhé, vote và comment, bởi vì cái này nó liên quan đến nhau. Thì anh em có thể là vào trong cái chỗ là danh sách xếp hạng này. Thì ở trong cái danh sách xếp hạng ấy thì nó sẽ có những cái câu hỏi nó trending có thể là giúp anh em kiếm được nhiều tiền hơn, thì anh em sẽ bấm vào những cái câu hỏi này. Ví dụ như câu này nhá. Câu này nó hỏi là mô tả tiếng Anh nào về phong bì màu đỏ nghe hay nhất, cụm từ nào thể hiện đúng nhất thông điệp của phong bì đỏ. Đây hiện tại thì mình cũng đã bình luận cũng như là comment ở trong cái câu hỏi này, mình chọn là hồng bao. Và câu trả lời của mình ấy là đối với người châu Á thì sẽ chọn là đáp án A, bởi vì là nó đây là một cái từ ngữ nó rất là thân thuộc và phổ biến ở trong cái ngày sinh nhật cũng như là cái ngày Tết âm lịch, Tết Nguyên đán của nước mình ấy, kể cả bên Trung Quốc cũng thế. Thì mình chọn hồng bao từ cái lúc là 13.37%. Hiện tại thì cái hồng bao nó đã tăng lên là 30.23% rồi. Thì mình cũng không biết được là kèo này mình có ăn được to không, trong khi cái pool của nó rơi tầm khoảng 1.000 đô anh em ạ. Cũng chưa biết là cái chuyện gì nó sẽ diễn ra. Đấy, còn khi mà họ trả thưởng ấy thì nó sẽ trả thưởng theo cái công thức. Thì anh em có thể là truy cập vào trong cái white paper của cái dự án Socrates này để anh em có thể là tìm hiểu thêm. Bởi vì là cái white paper này là nó sẽ cập nhật liên tục theo từng cái giai đoạn của dự án. Cho nên là anh em phải bắt buộc là phải theo dõi cái white paper thì anh em mới có thể là hiểu hết. Hoặc là anh em có thể là truy cập vào trong Telegram để mà admin của nhóm Socrates Việt Nam ấy thì họ sẽ update cho anh em những cái tin tức mới nhất về dự án. Rồi thì bây giờ mình cũng sẽ vào để mình ví dụ cho anh em một câu trả lời. Đây để xem nào. Ví dụ như câu này nó hỏi là bạn nghĩ gì về buổi ra mắt sản phẩm mới nhất của Socrates vào ngày 21 tháng 12? Nó sẽ có hai lựa chọn cho anh em mình lựa chọn, ở đây sẽ là bữa tiệc của công nghệ, nghệ thuật và ý tưởng. Đây sẽ là một sự kiện Giáng sinh bình thường. Nếu mà là một buổi Giáng sinh bình thường thì nó cũng bình thường đúng không? Bởi vì đây nó là một dự án về công nghệ, về SocialFi thì mình nghĩ là mình sẽ thiên về phương án A. Nhưng mà hiện tại thì phương án A là nó đã chiếm tầm khoảng 62.93% rồi. Thôi mình sẽ bỏ qua cái câu hỏi này, không khoái lắm. Đi tìm xem cái câu hỏi nào để mình test cho anh em phát thôi. Đây ví dụ như câu hỏi này: chủ đề hay ở Socrates là gì? Thuộc về chính trị và gợi cảm. Đấy, mình thì mình rất là nhạy cảm về cái chính trị cho nên là mình sẽ chọn vào gợi cảm. Tuy nhiên là gợi cảm thì nó đã, cái tỷ lệ bình chọn của nó đã rơi vào tầm khoảng 56% rồi. Thì mình cứ chọn đi. Sau đấy thì anh em có thể là bình luận ở đây. Thì cái giá thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là
4 đô một phát nha anh em nhé, gắn nộp thôi là xong. Đấy, ngoài ra thì anh em sẽ mời bạn bè vào để mà vote. Khi mà anh em mời được càng nhiều bạn bè thì anh em sẽ kiếm được nhiều rep, cũng như là anh em sẽ có cái tỷ lệ vote theo anh em nó sẽ tăng lên. Ví dụ như vậy, thì tí nữa mình sẽ nói về cái phần rep. Đây, đến cái phần thứ tư là hỗ trợ câu hỏi lên trending. Thì bây giờ mình sẽ vào mình tìm một cái câu ở trong cái mục khám phá này đi. Đây, ví dụ như là cái câu hỏi này nhá, nó sẽ liên quan đến cái việc là điện ảnh. Tại sao bảo vật tối cao có thể dễ dàng rút thanh kiếm xanh tím của tiên tử Zixia trong Tây Du Ký? Thì mình đã chọn phương án C. Pool này có 228 đô. Đây, thì anh em sẽ chọn vào cái mục này để anh em có thể là giúp cái câu hỏi này nó lên trending. Đấy, hiện tại thì cái giá trị thịnh hành, hiện tại thì mình thấy đang ở đây là đang nâu 1 rồi, được 39 người ủng hộ. Thì anh em có thể là bấm vào đây để mà anh em ủng hộ. Ví dụ như mình có 2 điểm thì mình sẽ chỉ ấn được 2 điểm thôi. Thì đây nó cũng là một trong những cách để anh em có thể là kiếm được nhiều tiền. Đây thì mình sẽ đưa ra cho anh em một cái ví dụ về cái phần mà anh em hỗ trợ cho cái câu hỏi lên landing nhá. Thì nó sẽ không liên quan gì đến cái boost của anh em là nó trị giá 10 đô hay 100 đô hay là như nào cả. Cái phần thưởng nó sẽ được chia như nhau. Là cái câu hỏi của Socrates là trứng có trước hay con gà có trước. Giả sử là cái phần thưởng này nó là 100 đô. Thì khi mà câu hỏi nó đăng lên lúc 8 giờ, thì đến lúc 8 giờ 01 thì sẽ có 3 người là ABC, mỗi người vào hỗ trợ 100 point. Thì đến 8 giờ 5 phút thì câu hỏi sẽ được lên cái bảng xếp hạng với cái mức độ phổ biến. Đến 8 giờ 6 phút thì là sẽ có thêm 3 ông là DF, mỗi người vào hỗ trợ 100 point nữa. Thì đến lúc 2 giờ chiều thì câu hỏi này nó lên trending. Vậy thì phần thưởng nó sẽ chia như sau. Là ông A, ông B, ông C, ba ông này sẽ nhận được là 80% của cái 100 đô này, tương ứng với tầm khoảng là 80 đô, thì chia ra chắc mỗi ông được tầm khoảng 20 đô. Đấy, còn ba cái user mà vào sau ấy là DEF ấy thì chỉ được chia gọi là 20% của 100 đô này thôi. Cho nên là cái việc mà anh em hỗ trợ câu hỏi lên trending ấy càng sớm càng tốt, càng sớm thì anh em càng được thưởng nhiều tiền. Thì anh em có thể hiểu nôm na nó như vậy. À, rồi đến cái phần tiếp theo là cái phần mà anh em có thể là mời bạn bè. Ví dụ như mình thì mình có một cái link rep như này, thì mình sẽ để dưới phần mô tả video. Nếu mà anh em yêu quý thì anh em có thể ủng hộ, còn nếu không thì thôi. Thì nếu như mà anh em mà ủng hộ mình ấy thì mình sẽ nhận được là 5% cái tỷ lệ hoa hồng khi mà anh em đã mua cái bút để anh em có thể tham gia trong dự án. Thì cái giá bút ấy thì ở trong video trước thì team mình cũng đã nói rồi, có loại 10 đô, 100 đô và 300 đô. Đấy, tùy anh em, hoặc là có bút NFT bán ở trên OpenSea nha anh em nhé. Rồi tiếp đến là cái phần hồng bao. Về cái phần hồng bao thì mình sẽ nói cụ thể hơn ở trên cái Twitter của Socrates. Thì đây, ở trên cái cộng đồng Socrates Việt Nam thì họ cũng đã đăng rất là chi tiết để giải thích về cái tính năng hồng bao này. Thì về cái gửi hồng bao ấy, thì cả người tạo câu hỏi và người tham gia đều có thể gửi hồng bao với một cái số điểm nhất định này. Tại một thời điểm ấy chỉ có thể tồn tại một hồng bao, có nghĩa là có một cái câu hỏi đấy thì anh em chỉ nhận được một lần hồng bao thôi chứ không nhận được nhiều. Đấy, rồi đến cái tiếp theo nữa là nó sẽ có là hai loại hồng bao, một loại là phổ biến thì cái phần thưởng này nó sẽ được phân bổ đều cho người dùng đủ điều kiện này. Cái loại thứ hai là loại ngẫu nhiên, là phần thưởng sẽ được phân bổ ngẫu nhiên cho người dùng đủ điều kiện. Đấy, rồi đến cái phần tiếp theo nữa là về cái phần thưởng chưa được nhận ấy thì sẽ trả lại cho người gửi đến khi kết thúc. Rồi tiếp theo nữa là sau khi mà hồng bao được gửi ấy, những người bỏ phiếu mới cho câu hỏi này, cả người bỏ phiếu thay đổi lựa chọn phải nhấp vào cái yêu cầu hồng bao để nhận phần thưởng. Đó, anh em phải nhấp vào để anh em mới nhận được nha anh em nhé. Rồi cuối cùng là phân phối hồng bao. Khi cái số lượng người dùng nhấp vào cái yêu cầu hồng bao ấy đạt đến một cái mức giá trị nhất định, thì những người dùng này có thể là chia sẻ cái hồng bao. Lưu ý là cái hồng bao này nó chỉ được chia sẻ khi đáp ứng một số điều kiện nhất định. Nói chung là anh em cứ phải comment vote may ra thì anh em sẽ kiếm được. Rồi đến cái phần cuối của video thì mình sẽ nói về cái buổi AMA. Thì cái buổi AMA này thì sẽ tổ chức tại Telegram của OMG. Cái phần thưởng là sẽ tặng cho anh em 5 cái boost level 1, sẽ dành cho là 5 anh em có những cái câu hỏi hay nhất và sẽ chọn ra 5 anh em may mắn để mà nhận được 5 cái bút này. Còn ở trên cái Twitter của cộng đồng Socrates Việt Nam ấy thì họ sẽ tặng cho anh em thêm 3 cái bút, mỗi cái bút trị giá là 10 đô nữa, với cái điều kiện là anh em sẽ like, sẽ follow, sẽ retweet và tag 3 người bạn để mà anh em có thể là bốc thăm. Và những anh em nào mà tham gia vào trong cái dự án này ấy, thì anh em nên tham gia vào trong cái cộng đồng Telegram của Socrates Việt Nam, cũng như là cái cộng đồng Telegram của OMG anh em nhé. Đây, anh em làm đầy đây anh em. Nói chung là game này không chơi hơi phí đấy. Với cả cái vốn nó rất là nhỏ, anh em vào anh em chỉ việc là trả lời nó thông minh, khôn ngoan và căn ke. Giống như các cái tip mà mình vừa mới chia sẻ cho anh em ấy, thì anh em có thể là bật video lên anh em xem lại. Thì mình cũng đã sâu ra cái
cái tip này cho anh em nó rất là rõ rồi. Thì anh em có thể tạm dừng cái video để anh em xem các cái tip này, thì anh em sẽ chơi nó kiếm được nhiều tiền hơn nha anh em nhé. Rồi ok, đây là toàn bộ cái video ngày hôm nay. Thì mình hướng dẫn cho anh em về cái cách kiếm tiền ở trong cái dự án SocialFi Socrates. Thì những anh em nào mà cảm thấy cái video này hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, cũng như là nhấn chuông thông báo để nhận sớm nhất những cái video mới nhất về các cái dự án GameFi, SocialFi và một vài những cái mảng khác trên thị trường anh em nhé. Chúc anh em chơi game vui vẻ và kiếm được nhiều tiền. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.